Vâng, em xin chào các bác. Thì hôm nay thì là cũng có một số bác nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo 0915512345 là nhờ em là xem hộ giá rượu Tây ở bên này. Thực ra những dòng sản phẩm rượu Tây ở bên này thì em cũng thỉnh thoảng em mới uống, em cũng không chuyên lắm. Thì em cũng review để cho các bác xem luôn. Thì hiện tại đây là chai Hennessy XO có giá là hơn 500.000 tiền Việt Nam, tầm khoảng 600.000. đấy, dòng sản phẩm Hennessy XO là dòng sản phẩm là đây ạ, 40% vol, tức là 40 độ. Đấy, là các dòng sản phẩm Hennessy XO này là đều nguyên hộp. Đấy, là đây ạ, rượu rất là nặng, thuộc dòng sản phẩm cognac của Hennessy XO. Thì ở dưới này thì là các dòng sản phẩm rượu này là hơn 1 triệu một chai. Đấy. Đấy, dòng sản phẩm này thì là em chả biết là rượu gì, nhưng mà cũng là 600.000 cô nhắc, tất cả là đều 40 độ. Chivat, Chivat Regal, Chivat 12 là có giá là tầm khoảng 900.000 tiền Việt. Chivat xanh. Tiếp đến là dòng sản phẩm Remy Martin. Remy Martin thì là đây ạ, 1 sen 2, là có giá là tầm khoảng là 1.2 tầm khoảng 2.5 triệu. Đây, Remy Martin tầm khoảng 2.5 triệu tiền Việt Nam. Ở dưới là Ballantine này thì hơn 400.000 tiền Việt, cũng là đều là rượu nặng 40 độ. Đấy, trên này là những dòng sản phẩm này, cô nhắc Chivat 18. Chivat 18 thì có giá là tầm khoảng 1.4 triệu tiền Việt. Những chai này thì em không biết, nhưng mà có giá là tầm khoảng 4.5 triệu. Win Tuki này là 1855 này là của Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, có giá tầm khoảng 4.5 triệu. Còn chai này là 8 sen. Đấy, chai màu xanh này thì là có giá là tầm khoảng 1.7 triệu, 1.8 triệu tiền Việt. Cũng là dòng sản phẩm của châu Âu thì em cũng không biết được. Đây có cái chai King này. Chai này rất đẹp, Scotch. Thì chai này đã có giá tầm khoảng là hơn 400.000 tiền Việt. Đây, những dòng sản phẩm rượu đây ạ. Thì em cũng không biết nhiều về rượu. Bây giờ em chỉ review tạm thế để mong các bác thông cảm. Vâng, em xin chào các bác. Chúc các bác sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Thank you.